Kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Ủa sao Minh Châu của chúng ta ngày hôm nay nhìn có vẻ lo lắng, đăm chiêu quá vậy ta? Châu đang đọc thư của khán giả gửi về nè. Đây là thư của một nàng dâu trẻ quý vị ạ. Chị ấy nói là chị ấy mới lập gia đình chưa lâu. Trước đây thì ít vào bếp bởi vì là phải đi học nè, đi làm nè. Nhưng mà từ ngày về nhà chồng á, thì dĩ nhiên là thêm một cái nhiệm vụ nữa, là phải lo lắng cái bữa cơm trong nhà cho không chỉ chồng mà còn những người thân trong gia đình của chồng nữa. Chị muốn nhờ chương trình giúp đỡ tư vấn những cái món ăn ngon. Đúng thật là với cái nhịp sống hối hả ngày hôm nay, thì những cái vấn đề mà phải cân bằng giữa công việc nè với lại công việc nội trợ bếp núc trong gia đình đó là một vấn đề khá là nan giải cho các bạn gái trẻ của chúng ta. Hiện nay có rất là nhiều những cái phương tiện hỗ trợ để giúp các bạn cân bằng những cái công việc này, giống như là những cái cuốn sách hướng dẫn nấu ăn nè, đó, hay là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của chúng ta đó, đúng không? Vậy thì ngày hôm nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, người bạn đồng hành, người trợ thủ đắc lực của các bà nội trợ và quý vị khán giả sẽ đem đến món ăn gì đây? Ngày hôm nay thì Khôi chắc chắn là sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất ngon, rất độc đáo, đó chính là món bò sốt cay. Phần nguyên vật liệu của chúng ta ngày hôm nay cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta có 200g thịt bò phi lê, tỏi bóc vỏ, hành tím băm, tỏi băm, hành tây, các hạt lựu, ớt hiểm, tương cà và các gia vị nêm nếm khác, và đặc biệt là Aziquick bột chiên gà giòn. Thịt bò thì bây giờ chúng ta sẽ cắt ra những cái lát mỏng khoảng chừng 3 ly nè. Rồi, và bây giờ khi mà các bạn dần ra thì các bạn cũng chú ý nha, chúng ta sẽ cho vô một cái bao ni lông như thế này. Khi mà dần là các bạn cũng chú ý là chúng ta dần nhẹ tay thôi nha. Rồi, bây giờ phần thịt bò thì mình đã dần xong rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua đập dập ớt nha. Để tiết kiệm thời gian, chúng ta sẽ bắt chảo dầu lên trước nha. Tí hồi mình sẽ bỏ tỏi vô, đó, chiên sơ vàng lên. Để thứ nhất là khử cái mùi hăng nè, đó, mà làm cho cái phần tỏi của chúng ta đó nó giữ được cái độ bùi bùi, rất là đặc trưng cho cái món bò sốt cay đó. Hay quá ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ chiên sơ tỏi trước để giúp khử mùi hăng của tỏi và giúp tỏi khi ăn có được độ bùi. Trong khi mà chúng ta chờ dầu sôi thì tiếp theo là Khôi sẽ áo cái lớp bột Aziquick cho cái phần thịt bò mà ban nãy Khôi vừa mới dần ra nha. Đổ bột Aziquick ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho một lớp áo Aziquick lên cái phần thịt bò ban nãy chúng ta vừa mới dần ra nha. Cái chảo dầu nóng rồi, Châu sẽ giúp Khôi chiên phần tỏi này được đúng không? Đúng rồi, cảm ơn Châu. Châu nhớ là bỏ nhẹ nhàng đó. Rồi, chính rồi Khôi ơi. Khôi đã chuẩn bị sẵn cái rồi, dầu đây rồi. Đó. Rất là thơm đúng không? Và màu sắc là rất là hấp dẫn. Dầu thì cũng đã nóng giống như lúc nãy rồi. Chúng ta thả từng miếng thịt bò vào nè. Mà không biết là Minh Châu và các bạn khán giả của chúng ta có biết là khi nào thịt bò của chúng ta là sẵn sàng không? Ôi, thịt bò mau chín lắm. Châu nghĩ là thả vô vàng một chút xíu là được rồi, phải không? Đúng rồi. Chúng ta thả vô chiên cho nó thật là nhanh, để cho cái thịt bò của chúng ta nó còn vẫn giữ được cái độ mềm nha các bạn. Quý vị khán giả nhớ nha, chúng ta sẽ chiên thịt bò thật là nhanh để giữ được độ mềm của thịt bò. Rồi, vớt ra, đặt cạnh những cái tép tỏi ban nãy rất là hấp dẫn. Bây giờ chúng ta sẽ làm tới cái phần sốt cay đặc biệt mà nãy giờ Khôi đang nhắc tới đó. Đầu tiên nè, Khôi sẽ cho vô khoảng 2 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh nước tương Lisa, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, 1 muỗng cà phê đường, khoảng 3 muỗng canh nước. 3 muỗng canh nước. Bây giờ là chúng ta sẽ cho ớt vào. Chúng ta sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn nha các bạn. Bây giờ là dầu của chúng ta có vẻ là khá nóng rồi, cho hành tỏi vào ngay thôi. Và còn muốn thơm hơn nữa thì chúng ta còn có hành tây cho vào xào chung luôn. Và bây giờ thì xào sơ qua mùi thơm là cũng đã dậy lên rồi đúng không? Thì phần nước sốt còn chờ gì nữa mà không cho vào. Bây giờ là thấy sẵn sàng rồi đúng không? Còn chờ gì nữa, chỉ còn nguyên vật liệu cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, thịt bò và tỏi nè. Chúng ta cho hết vào một lượt luôn được thôi. Đúng rồi, khi mà cho vô liền á, đó thì chúng ta sẽ đảo nhanh lên để cho cái phần sốt này nó thấm đều lên hết bề mặt của những cái lát thịt bò ban nãy. Rồi, xong rồi. Đó, đúng rồi. Khôi cho một tí sốt lên đó. Yeah. Khôi sẽ cho Minh Châu của chúng ta thử ngay đây. Một tí xíu thịt bò nè, với lại một tép tỏi. Đúng rồi. Cảm ơn Khôi nha.
chờ chút. Tặng cho Khôi nè. Lá thư của vị khán giả hồi nãy đó. À. Bởi vì Khôi đã đáp ứng được yêu cầu của vị khán giả này rồi, cho nên Khôi xứng đáng được nhận lá thư này về làm kỷ niệm. Cảm ơn Minh Châu. Quý vị khán giả thân mến, rõ ràng là món ăn này đã đáp ứng được yêu cầu của vị khán giả gửi thư về cho chương trình. Món ăn thực hiện rất nhanh, rất đơn giản, nguyên vật liệu dễ tìm nè. Mà khi thưởng thức chúng ta sẽ cảm nhận ngay được cái mùi vị thơm ngon kết hợp từ các nguyên liệu. Đặc biệt nha, Ajuquit bột chiên gà giòn đã làm cho miếng thịt bò vẫn giữ được cái chất ngọt và độ mềm ở bên trong nè, nhưng bên ngoài có một chút giòn giòn, thơm thơm và thấm đều gia vị. Như vậy thì chắc chắn là người phụ nữ khi thực hiện xong món ăn sẽ tự mình cảm thấy hài lòng, và những người thân cũng sẽ cảm thấy rất vui vì đã có một bữa ăn ngon và thịnh soạn, đúng không ạ? Quý vị hãy thực hiện ngay món ăn này và gửi cảm nhận về cho chúng tôi nhé. Ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số 083-823-7557. Và nếu như mà quý vị bỏ lỡ bất kỳ một chương trình nào của chúng tôi, hoặc quý vị muốn tìm một món ăn nào đó mà chưa biết tìm ở đâu hết, thì hãy ghé thăm trang web mongonmoingay.com. Nơi đó chính là nơi mà chúng ta có dịp chia sẻ với nhau nhiều hơn. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Quốc Khôi và Minh Châu xin chào quý vị. Hẹn gặp lại.